gì chạy giá đây? Con bự nè. Con này con gì? Con. Cái hai con hai thao gì cũng 300 ngàn. Rồi từ từ mua. Rồi từ từ đi vòng vòng. Thôi, đỡ mình đỡ đây đi xuống dưới mua tao vô đi. Chúng tụi bay biết đường dẫn lối rồi đi. Đi. Đi đi. Xuống này con. Chị lấy kêu con 220 này, ông ngồi dùm về đi giờ kiếm tiền mua gạo ăn nữa thôi. 2 kg mà có 220. Khoai, để dép đây Khoai. Cái này nhiêu cô? 250 ký. Tôm thịt bao ăn từ đầu tới đuôi luôn. Này tụt chết rồi. Tôm lưới đi vô mà còn sống chứ. Lấy tới con bổ xin nó còn sợ mà. Tôm bự mà. Nãy giờ đây ăn mua đi tôm mới đó, mua tôm về đi. Tôm ngon quá trời thịt không à. Đây là 250 là tầm 2 con à. Một con gì sao bay lẹn con nữa. Còn con nhỏ như gì vậy? Còn con nhỏ như gì? Chị bỏ thêm con nó cho được chưa? Cái ba tao bỏ thêm con nữa. Này 4 con 400, cái này cũng 400 ba thau, 2 4 6 8 con. Con nhỏ giàu, con nhỏ hơn. Nhỏ. Nhỏ gì đâu thì cũng nhỏ thôi. Lấy em trai. Nó nghe đưa chị ba em rửa đi. Lấy cho em ba em rửa đi. Thôi 300 em lấy luôn nè. Dạ sao bán mớ hàng cho mày dí dàng cho mau mắn. Con bán con. Thằng mở vô chị xấu mớ hàng chị bán cho em chứ mày bán. Con từ từ. Xấu mớ hàng chị bán hàng của chữ tâm tay á. Giờ chết rồi mà. Cơm biển lứ chị vô mà ăn xong trả tiền chị có lấy trước ngày nào, nếu giữa đây một chị đền một chị em. Ăn giữa đây nãy lột nè, thay da nè, xuống lột da nè. Coi em coi thoải mái luôn. Cái chịu cho em ăn luôn, lấy trước ngày nào á, đưa kéo mượn cái kéo cắt cho nó coi coi. Đưa chị cắt cái kéo nè, kéo cắt coi nè. Đây này. Quá thịt không à. Chị cắt cho em coi nè. Thế đừng cắt, đừng cắt, từ từ đó, từ từ đó. Chị bán cái mớ hàng em cái mớ hàng cho mai mấy triệu đâu anh trai ơi. Nha lấy giùm đi cái 300 ngàn cái mắt sâu tròn. Thôi đừng có. Sao vậy em đây? Hàng ăn cái này ra chịu mấy không?
vô quán ăn triệu mấy không? Nãy cái mới hàng với em ăn ngon mát, bây giờ nó có thùng anh bỏ vô đi tới 2 ngày. Đừng quá, đừng có vô vào quay em hồi hộp. Hả? Anh không nghĩ đây, tôi vô lấy đi anh. Không có tôm, không có tôm sống mà. Tôm sống luôn. Cái này 600 ngàn một ký tôm sống. Sống luôn. Mày còn có 5 con à, em đi luôn có 5 con à. Anh mua không? Sống mà không sống mà lấy tiền cầm con mua. Anh đụng tấu giờ nó muốn không tét tay luôn. 600 nghìn một ký. Các bạn đi em mà. Đóng cầm mua. Mua 3 món hàu luôn á. Anh trai mua tôm sống không? Nên anh chị mua hàng đi em. Nó ăn đây tôm sống không? Trả tiền mua hàu luôn. Tôm chết thì ăn hàng nước em trả tiền vậy sao? Chưa. Nó bỏ cầm mang về em có sang 3 hàu. Tôm sống không? Có 5 con á. Tôi ăn xong rồi trả tiền. Bán chịu cho em. Ăn tôm sống lấy luôn á. Đó, mua đóng thùng mới đâu có thùng đóng trong đi có 3 luôn rồi nãy giờ trong đồ nó cũng mua đầy chứ phải mình anh mua hàng lấy chị đi này qua mua dầu mua đó thấy không mua ăn này mới ngày nào tôi có 5 con tôm sống từ đi từ từ 5 con tôm sống nó còn bún luôn nó còn bún luôn tôm cái trước rồi đó từ từ anh mua sau rồi em lấy cái này em à anh trai cái kia người kia mua kìa con chưa mua đâu. Cái đó em mua nhiêu à? Mua 400 ngàn 10 con. Em ăn không khu này em phải nói ăn hết đã mà. Em 2 ký mà có 220 ngàn mua mực ngon. Không em mua mực mua nghẹn. Này cái thao này chị lấy em 200 là em ăn cho nó ngon à. Mua có em mà không ra bỏ vô. Có một thao khu duy nhất này ăn cho nó ngon này phải nói khu gạch son không à. Ăn cho nó ngon. Mấy anh chị lấy em 200 ngàn thao lấy hết thao cho em luôn bỏ vô thùng. Không phải 1 ký đâu. Em ăn một con, đếm một con. Ăn ngay. Lâu lâu mới có một thao cua chứ đâu có nhiều đâu. Cua đá. Cua đá là gì? Cua đá mình luộc ăn như con vịt mà nó ngon hơn con vịt nữa. Nó chắc nó ngon lắm. Con nào lấy sống em đi tới 2-3 ngày giờ nó còn sống nữa. Sống chơi á. 200 ngàn à. Hết thì em chỉ sắp vô cho. Em ăn ngon 21 ký mặt đi ra vô nữa. Có 200 ngàn vị sống ta bỏ vô em ạ. Cái này xuống giá không em lấy nè. Nó chị nói 220. Xuống ra. Sao có 200? Không, cái này bảo em riêng á. À, có 200 nha thôi, em lấy tầm riêng cho ta. Thôi là bảo chung luôn coi. Rồi chia ra luôn. À giờ chia. Anh giờ lấy anh lấy thêm. Anh đang to không? Hả? Anh đang to không? Có. Có vậy thôi anh em mình bây giờ có mua chung xong rồi giờ chia ra cũng được. Chia làm hai người. Anh có 200 nghìn dĩa này anh bỏ vô dĩa ngon không à? Nửa tôm, nửa cua mà. Nha, có 200 nghìn bỏ vô bên dĩa luôn á. Cái này là cô lấy con bao nhiêu? 200 hả? Kêu kêu người ta bỏ nhiều đá không phải thấy bỏ được bao nhiêu con nó diện ba cái con này con cua đá vậy cũng chả biết mà cúm cúm rồi con gì tôm nhiều ký. Tôm phía bên này bán 400 ngàn 10 con 11 con nè. Đó là 400 ngàn nãy mua, giờ anh mua chắc 300 ngàn cũng có nữa. Chị 200 ngàn mình mua. Chị bán con luôn à. Anh sao đó 100 ngàn mà không lấy gì luôn á, 100 ngàn quá. Lấy giùm em đi. Lấy
chị coi nóng lại cho được nha chị. Bị gì này? Ôi, quá giờ ăn hết đâu. Thì cái tao này mấy con trăm chứ nhiêu. Để giùm tao nữa mua hết tiền rồi. Còn giờ ra hốt hả? Dạ còn tối. Dạ còn tối hả? Mua thêm cái gì nữa? Từ từ. Con cua đá là con gì vậy? Cua đá nó dùng cua ấy. Tôi chưa biết thì về mua thử ăn được. Có tôm trong đây rồi. Không, mua súng của em rồi. Mua của chị luôn rồi đó. 10 con. Giờ 10 con 300 được không? Không, giờ 10 con 300 được không? Vậy bây giờ 10 con 300 thì ít. Sao? Không có, tại vì nãy chị lấy cái nhỏ. Sao vậy? Cái này có 2 con, nãy 3 con hay rồi. Không, giờ chứ 10 con 300. Con nhỏ chị bán đi ha. Chị bán dĩa không ta đấy. Con này nó 400 nè. Con bự nè. Con này bắt con bự 400 nè. Không, 10 con 300. Không có cái này lớn rồi. 10 con gì à? 8 con 300. Cái này không này đâu. Không có đâu, ý là cái nhỏ. Có cái nhỏ, còn giờ cái lớn. Đâu qua tối này. Ý là em coi đâu chứ. Thôi, em không mua đâu. Nhưng mà em biết rồi, nhưng mà ý là bây giờ phải thì ăn con này. Tôm bự này. Này. Thôi, em biết rồi nhưng mà vậy á. Con cái lớn này lấy cho em một con 400. Không, 10 con 300. Cái đó thì bây giờ bán hàng qua người ta đó. Này coi là tôm ta. Chết hết con bên đó. Bỏ đây. Chưa nữa về anh em mình tắm đi. Mấy giờ mình đi? Đi đâu? Đi ra bãi cát, đi ra ăn chi? Bãi cát tàu. Bãi cát cái chỗ hôm qua mình đi á. Hãy đi đồng trắng thôi, chưa 2 giờ mới về nữa. Đồng kéo 2 sáng, 7 giờ mới về, 8 giờ mới đi đồng trắng. Đi không? Có 2 bé đâu, có 4 tiếng rồi, có 350 ngàn à, ra đây mà không ăn. Không, mà đeo không mua này đâu. Ừ, nghĩ sao ra đây mà ăn mực. Chưa nói về ra đây tắm. Mà quần nữa nha. Ờ. Có quần à. Ủa cái bịch của mình đâu? À đâu? Cứ để đó đi, cứ để đằng kia đi. Cứ bỏ lấy cái thứ bực ra. Chơi. Đi đi.